Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của GoRo. Thời gian qua bận việc không thể cập nhật đến quý vị và các bạn về tình hình tiến độ của các dự án còn dang dở mà quý vị và các bạn đang theo dõi. Rất mong sự thông cảm từ quý vị và các bạn. Mong rằng trong thời gian tới luôn nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ quý vị và các bạn để kênh có động lực cập nhật tiến độ các dự án một cách liên tục. Bằng việc cho kênh một like, share cũng như một đăng ký, xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn trở lại với dự án xây dựng hai đơn nguyên cầu song hành với cầu Mai Dịch để xem thực tế hiện nay còn những gì khi mà mốc thông xe được ấn định trong tháng 4 tới đây. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để có đánh giá khách quan cũng như có cái nhìn chi tiết. Mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Thời điểm ghi hình hiện nay vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 3 năm 2024. Hiện tại tôi đang lưu thông theo hướng từ đường Phạm Hùng sang đường Phạm Văn Đồng. Vị trí các bạn đang nhìn thấy là đầu cầu phía bên Phạm Hùng. Hiện thì các hạng mục liên quan phía chân cầu đều đã được cơ bản hoàn tất như nền mặt cầu, lan can, đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Để quý vị và các bạn mới theo dõi, tôi xin khái quát lại về dự án để các bạn có thể nắm được. Để tăng khả năng khai thác tuyến đường ở trên cao Pháp Vân cầu Thăng Long theo tiêu chuẩn đường cao tốc, thì tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 7 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch Lam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung hạng mục xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 348 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dư của dự án cầu cạn Mai Dịch Lam Thăng Long. Tại vị trí thân cầu, hiện nay như các bạn đang nhìn thấy, các hạng mục liên quan tại đây cũng đã được hoàn tất. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi xuống phía cuối chân cầu bên đường Phạm Văn Đồng để xem tình hình hiện nay như thế nào. Vị trí cuối chân cầu phía bên đường Phạm Văn Đồng của đơn nguyên cầu 1 này cũng đã được hoàn thành. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi sang phía bên kia của đường để xem việc thi công đơn nguyên cầu thứ hai, đơn nguyên cầu theo hướng đi từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng xem như thế nào. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn vay của Nhật Bản JISA là hơn 291 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công, không bao gồm thuế VAT. Dự phòng phần vốn ODA, vốn đối ứng gần 57 tỷ đồng để thanh toán thuế VAT, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong nước, lãi vay trong quá trình xây dựng và chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án vào mục bổ sung năm 2023 đến 2024. Hạng mục bổ sung bao gồm xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị chạy dọc hai bên cầu Mai Dịch hiện tại và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch hướng đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng có chiều dài khoảng 210m. Kéo dài điểm đầu của dự án ban đầu khoảng 688 m sang phía nam cầu vượt Mai Dịch trên đường Phạm Hùng. Phạm vi trong nút giao theo hướng đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu 320 m, tính từ tim tuyến ra mỗi phía 160 m. Việc nghiên cứu, cải tạo, tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch đồng bộ với dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Lam Thăng Long
theo hướng bổ sung hai đơn nguyên cầu vượt đô thị chạy dọc hai bên cầu vượt Mai Dịch để tách biệt các làn xe cơ giới lưu thông trong nội đô qua nút, bảo đảm an toàn giao thông. Vị trí chân cầu theo hướng lưu thông từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng cũng như phía bên nguyên cầu 1, tại vị trí chân cầu này hiện nay nhà thầu cũng đã thi công xong các mục liên quan như các bạn đang nhìn thấy trên video. Theo thiết kế, mỗi bên cầu vượt Mai Dịch hiện tại sẽ được xây dựng một đơn nguyên cầu đô thị rộng 7,75m, gồm một làn xe cơ giới rộng 3,5m và một làn xe hỗn hợp rộng 3m, còn lại là giải an toàn và bó vỉa. Phần thân cầu cũng như bên đơn nguyên cầu 1 cũng đã được thi công hoàn tất. Về mặt kỹ thuật, hai đơn nguyên cầu đô thị được xây dựng là cầu Vĩnh Cửu kết cấu dầm thép, bản mặt bê tông cốt thép liên hợp, tĩnh không dưới là 4,75m, tĩnh không đường đô thị trên cầu vượt là 4,5m. Sau khi hai đơn nguyên cầu vượt này được xây dựng xong, xe ô tô qua nút Mai Dịch sẽ được tổ chức giao thông theo hướng là xe đi đô thị ở đường Phạm Hùng ra đường Phạm Văn Đồng và ngược lại xe đi ở cầu vượt thép, xe đi ở đường trên cao sẽ đi ở cầu vượt Mai Dịch hiện nay. Mục đích của việc này là tách biệt giữa các dòng xe đi ở đường trên cao với tốc độ cao tốc ra khỏi các làn xe chạy ở làn đô thị, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án đường ở trên cao vành đai 3. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi xuống phía đầu cầu đơn nguyên cầu 2 tại đầu đường Phạm Hùng xem tình hình thực hiện hiện nay như thế nào. Phía đầu cầu đơn nguyên cầu 2 tại đầu đường Phạm Hùng hiện nay cũng đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thông xe trong thời gian tới. Như vậy, đến hiện nay tình hình thi công hai đơn nguyên cầu tại nút giao Mai Dịch song song với cầu Mai Dịch hiện tại đã cơ bản hoàn tất các khối lượng liên quan, sẵn sàng cho ngày thông xe trong tháng 4 tới đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ngày chính thức thông xe trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi video đến thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, share để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị và các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị và các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.